Vâng, xin chào tất cả các anh em đang truy cập vào kênh âm thanh Quốc Hùng. Thì hôm nay có bác bảo em test ông Bauer ABS MSA 3025. Và điều đặc biệt là em không bác đề nghị test không kết nối với bộ lọc như ví dụ như van hay là lọc xì, mà kết nối direct trực tiếp với điện thoại nha anh em. Đang kết nối trực tiếp với điện thoại và cái con Bauer ABS MSA 3025 này. Đây nha anh em. Quay cho anh em thấy đang đây là em kết nối trực tiếp vào chiếc Bauer này luôn. Và cái dòng Bauer này nó có rất nhiều cổng vào, như cổng ba lăng đập và ba lăng cái, rất kết nối xeo ly. Và con này đánh nó hai kênh nha anh em. Này, hai kênh riêng biệt. Dòng ABS này là Bauer chính hãng của Nhật nha nè, Meyer Engine Band đây. Và đây là số series nó 65939. Con này dùng điện 100V. Hàng Nhật thì anh em biết rồi, thì nó dùng điện 100V. Và dòng đáy công suất này ABS MSA 3025 nó đánh 16 sò Toshiba xanh đen nha anh em, 8 con xanh và 8 con đen. Mỗi bên đây là vị tăng nhiệt nó, một bên như vậy là 4 con xanh tới 4 con đen, và đây 4 con xanh 4 con đen. Đó là volume và đây rất là đèn tín hiệu. Anh em lên bát chép thì nó sẽ lên rất là đẹp. Anh em đánh mắt cục súng nó sẽ lên 4 đèn nháy như đèn nước nha nè. Đây là volume kênh 2 và nó được bố trí một nút nguồn ở chính giữa Bauer nha anh em. Làm tắt rồi sẽ bật lên. Rồi, relay bật rất là nhanh. Con này thì clip trước em đã có quay chi tiết ruột gan cho anh em xem rồi. Cái mặt lưng nó thì ốc phích nhiều quá thì em cũng biến tháo ra cho anh em xem lại lần nữa. Nhưng mà cái anh em nào mà có nhu cầu á thì em sẽ tháo ra và chụp hình chi tiết cho anh em xem. Hình ảnh thì và video con này thì em đã có đăng lên kênh và trên Facebook hoặc Zalo. Anh em nào mà có nhu cầu thì anh em kết bạn Zalo Facebook của em và số đuôi là 0363648707. Anh em gọi điện trực tiếp với em qua hai số điện thoại trên màn hình nha. Em giao hàng toàn quốc cho anh em. Và giá hiện tại của con Bauer ABS MSA 3025 này, 3025 này là 5.500.000 anh em, bao ship cho anh em. Giá bên em đã bao ship cho anh em nha, 5.500.000. Con này thì anh em chơi rất là đáng đồng tiền. Con này em đang mới trực tiếp nói nhưng chất âm rất là hay. Anh em ghép thêm bộ lọc hoặc van để tránh bát chép và tiếng mít nó thì càng hay hơn. Anh em ghép thêm van rồi anh em tết vừa chơi tết hát karaoke nhưng ao cùng gia đình. Con này công suất nó là trên 500W nữa nè. Ngồi sau này thì nó không em không thấy nó đề công suất, nhưng mà
Chín tra thì như là năm nó 590W sao? Còn 600W này này. Còn con này nó có một quạt chó, quạt thổi nhiệt ra ngoài. Anh em nào mà chơi gia đình thì cũng không cần bật quạt đâu. Đó, anh em nào mà nếu muốn bật quạt lên á thì anh em mở nắp lưng này qua và gắn nó có một cái rách, gắn sợi dây quạt vào là nó quạt nó sẽ chạy cho nó. Và anh em nào mà muốn chơi trong gia đình mà không muốn dùng quạt thì tại mình chơi trong gia đình thì công suất nó cũng không bao nhiêu nên máy nó sẽ không nóng nhiều, anh em không cần sử dụng quạt được. Anh em nào chơi lỗ thiên thì gắn vào, chơi các lò công suất nó lớn thì anh em gắn vào nó đỡ nóng âm ly. Rồi thì giờ mời anh em thưởng thức một đoạn nhạc nó qua em kết nối với điện thoại nha nè. Đây đang kết nối với điện thoại. Đó. Và nó đang đánh cặp lo Pioneer S180 ba la mã nha nè. Cặp lo rất là đẹp, anh em nào có nhu cầu mua lo thì lời em xin liên hệ em luôn. Cặp lo này em đang bán với giá là 17.500.000 bao ship toàn quốc cho anh em nè. S180 ba la mã Pioneer rất là đẹp luôn. Thùng lo tiếng lo rất là mới và rất là đẹp. Rồi anh em chờ xem để mở nhạc là to lên cho anh em thưởng thức. Mở trực tiếp không sử dụng bộ lọc gì hết nha anh em, chất âm nó rất là hay. Anh em vừa sử dụng vừa nghe nhạc hay karaoke rất là ok luôn, rất tuyệt vời. Thank you.
nên em thấy là em mới được rắc lên chiếc Bauer ABS này luôn, nhưng mà chất âm rất là chi tiết và rất hay rồi. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì xin liên hệ em nha. Giá em nói là 5,5 triệu bao ship toàn quốc cho anh em. Anh em xem video thì đừng quên bấm vào nút đăng ký đó.